Trời thương Phật độ, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong năm Giáp Thìn 2024, được lộc trời ban, tiền vàng ngập két, trúng số đổi đời, khiến cho người người phải thán phục. Minh được tử vi hoan hỉ chào đón quý cô bác tuổi Mậu Thân đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dự đoán rằng năm Giáp Thìn là một năm vận trình có nhiều may mắn đối với quý cô bác tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, vận trình được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời, giúp cho quý cô bác có được cuộc sống an nhàn, hưởng phúc cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa khác, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Mậu Thân cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Thần tài báo mộng, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Trời cho lộc lớn, cực may, cực đỏ, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào kéo về nhà, giàu sang hiển hách nhất vùng trong năm 2024. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xét theo tử vi tướng mệnh, người tuổi Mậu Thân thường rất mưu trí, nhanh nhẹn, khả năng này giúp họ tiến hành công việc đạt hiệu quả cao và ít khi có sai sót. Mậu Thân nhờ khiếu hài hước, cùng khả năng giao tiếp tốt, họ được nhiều người quý mến, nhất là người khác giới. Tuy nhiên, mỗi khi tâm trạng không tốt, họ thường đẩy trách nhiệm hoặc sự bực bội sang người khác, thế nên mất đi sự tin tưởng của bạn bè. Tuổi Mậu Thân, tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử, làm việc họ cơ trí, linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích và đa chiều nhất. Cái tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc. Nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Họ yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc. Những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ nên họ thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về và ủng hộ. Cũng như bản tính vốn có, người tuổi Mậu Thân thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích được cho đời và thu được thành quả. Họ rất tin vào số mệnh và chịu quy luật biến thiên của địa chất, nên thành công hay thất bại của họ sau bối cảnh thiên thời, địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Tuổi Mậu Thân có một nỗi buồn dàn trải theo thời gian vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái, vạn vật đổi thay. Tuổi này có thiên thời địa lợi về thiên can, địa chi, ngũ hành nạp âm, nên hầu hết trong số họ khá giả và giàu có. Tiền bạc của họ thu được nhờ nỗ lực quyết tâm và tác động ngoại cảnh thuận lợi đưa đến. Với sự điềm tĩnh và mềm mỏng trong giao tiếp thì tuổi này rất thích hợp làm ngoại giao, tư vấn hay về sự xoay chuyển, ứng phó rất nhanh nhạy thì kinh doanh bất động sản, nhà đất cũng rất hợp. Các ngành nghề liên quan tới chăm sóc sức khỏe hay tư vấn mua bảo hiểm hứa hẹn mang đến thành công trong sự nghiệp của những người tuổi Mậu Thân. Có thể thấy với tài ngoại giao tốt như vậy thì việc kinh doanh với tuổi Mậu Thân vô cùng dễ dàng. Vận niên tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn 2024. Theo luận giải tử vi, Mậu Thân bước vào năm 2024, gặp vận niên, thử quy điền, tốt. Vận niên thử quy điền thể hiện hình tượng của chú chuột về với đồng dược, thế nên được hiểu theo ý nghĩa tốt. Theo đó, mệnh chủ năm nay công việc dự báo đưa tới nhiều tin vui và may mắn bất ngờ với những sự định hợp tác, công việc được người khác giúp đỡ và tin tưởng. Xét tử vi tuổi Mậu Thân năm 2024 cho thấy, việc kinh doanh và đầu tư sẽ đón những thành công lớn. Tiền bạc cũng như đường quan lộc của mệnh chồn trong năm Giáp Thìn tương đối tốt, nên chú ý kín đáo thì kết quả tốt đẹp mới được bền lâu. Theo tứ trụ tử vi Mậu Thân năm 2024, thiên hòa, địa xung, phương diện công việc làm ăn của nam tuổi Mậu Thân năm 2024 không được tốt, trong nhà của nam tuổi 1968 cũng thiếu hòa khí. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Thân năm Giáp Thìn sẽ là một năm không mấy khởi sắc cho người tuổi này. Trong năm 2024, nam giới tuổi Mậu Thân có thể gặp phải nhiều thử thách trên con đường thăng tiến trong sự nghiệp. Về vấn đề tài chính, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 nam mạng, cần phải cẩn trọng trong việc quản lý chi tiêu để tránh gặp phải khó khăn.
Tổng quan năm 2024 tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Xét về ngũ hành, người sinh năm này thuộc hành thổ, gặp năm 2024 hành hỏa, thể hiện về quan hệ tốt giữa bản mệnh và năm thìn là tương sinh rất tốt. Người bạn mệnh thổ có cuộc sống tiến triển thuận lợi và có tin vui trong cuộc sống. Danh vọng mưu cầu trong năm này được coi là thuận lợi và đầu tư xuất hiện cho làm ăn kinh doanh, đạt được kết quả như kỳ vọng. Trong năm với dự định xuất hành đi xa thì nên thực hiện, người tuổi này có được sự giúp đỡ từ quý nhân, thế nên các công việc xuôi thuận như ý muốn. Xét về thiên can. Thiên can tuổi Mậu Thân thuộc ngũ hành thổ, gặp năm Giáp Thìn 2024 thiên can Giáp thuộc ngũ hành mộc là tương xung. Xem tử vi tuổi Mậu Thân năm 2024 cho thấy công việc của người có thiên can mậu dễ đưa đến những thay đổi hoặc cũng có thể mở mang theo những hướng mới. Tuy nhiên, cần cẩn thận về thị phi cũng như mối quan hệ của các thành viên trong gia đạo. Đây là năm chủ về gia đạo của người tuổi này không được thuận lợi, vợ chồng nảy sinh những bất đồng quan điểm. Ngoài ra, về phương diện tiền bạc cũng cần phải chi tiêu nhiều. Xét về địa chi. Người sinh năm này địa chi thân, năm 2024 địa chi thìn là quan hệ tam hợp. Trong suốt năm công việc của người tuổi thân có cái nhìn xuyên suốt và chiến lược cho các sự việc. Người tuổi này công việc mới tiến hành được thuận lợi, hanh thông và sự nghiệp duy trì ở mức độ bền vững. Công việc kinh doanh làm ăn được như mong muốn. Bên cạnh đó, xét tử vi tuổi Mậu Thân năm Giáp Thìn nam mạng. Về ngũ hành của tuổi thân có mối quan hệ chủ về tương sinh với ngũ hành địa chi thìn. Vì thế, trong năm mệnh chủ dễ đầu tư nhiều tiền bạc cho kinh doanh, làm ăn buôn bán. Xét về cung phi. Người tuổi này có cung phi thuộc khôn, hành thổ, gặp cung phi năm thuộc chấn, hành mộc là khí họa hải. Đây là năm đối với người tuổi này, không may mắn về cuộc sống, chủ đưa tới các chuyện thị phi. Bên cạnh đó, hành mộc của cung phi năm thìn 2024 còn tương khắc với hành thổ cùng ngũ hành cung phi tuổi. Vì thế, trong năm công việc của mệnh chủ không giúp đỡ được, tự thân vận động và không nên tiến hành thay đổi công việc. Xem tử vi năm 2024, tuổi Mậu Thân, vận trình tổng quan cả năm nhìn chung khá cát lành. Cục diện tương sinh giúp công việc thêm thuận lợi, dù năm Giáp Thìn khối lượng công việc nhiều, ép tiến độ mạnh, áp lực và căng thẳng hơn. Chính ấn giúp lộ trình thăng tiến thêm hanh thông, mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc là thay đổi vị trí công tác tốt hơn. Hơn nữa, năm nay cũng không chỉ toàn những điều bất trắc, có một vài thời điểm trong năm cát tinh xuất hiện đem đến cho bạn những cơ hội quý giá. Bản mệnh cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ, thậm chí số chưa được thăng chức thì bạn vẫn có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng. Đương số cần chú ý tập trung cho nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ là cả trong những công việc mình đã quen tay. Trong quá trình trao đổi, hợp tác với đồng nghiệp, bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe ý kiến của mọi người, còn nếu khăng khăng làm theo ý mình, bạn dễ vướng phải các lỗi sai. Long Đức và Thiên Hỷ Cát Tinh cùng hỗ trợ nhân duyên tốt, vừa thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, mở ra nhiều cơ hội làm quen với người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên con đường quan lộ, đồng thời cũng thúc đẩy tình duyên khởi sắc, gia đạo yên ổn hơn trước kia. Trong năm có cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, đương số cần hết sức thận trọng về các vấn đề có liên quan tới tiền bạc. Làm ăn vốn đã khó khăn do ảnh hưởng khách quan của thị trường này, lại thêm cả tiểu hao hung tinh điềm báo phá tài, làm ăn kinh doanh dễ phải bù lỗ. Vì thế, rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, nếu được hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang thiết bị mới, đồng thời tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Với người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thực sự nhiệt tình, hơn nữa, lại thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết cách thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn nữa vào nhiệm vụ, thì đến cuối năm, bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Khuyên con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân, không thể mãi dậm chân ở một lĩnh vực quen thuộc. Về sức khỏe, dù không mắc bệnh tật nghiêm trọng nhưng tai nạn hay bất trắc có thể ập đến bất ngờ. Theo đó, tuổi Mậu Thân nên đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi xa vào các tháng tương xung của bản mệnh, như thế mới tránh được xui xẻo không đáng có. Về tình cảm, tình duyên khó được như ý do chịu ảnh hưởng nhiều của hung tinh, vợ chồng bạn thiếu đi sự đồng cảm, sẻ chia, thế nên dễ nghi kỵ, mâu thuẫn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nếu ai cũng giữ cái tôi của mình, không chịu xuống nước làm hòa, thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện, phá vỡ hạnh phúc. Với người độc thân,
Dường như bạn chưa sẵn lòng mở cửa trái tim mình cho người khác, bạn sợ hãi những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai, nên vẫn cứ mãi tiếp tục đời sống độc thân, nhưng như vậy lại khiến bạn vô tình bỏ lỡ những cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Sao hạn tuổi Mậu Thân phạm phải trong năm Giáp Thìn 2024? Sao chiếu mệnh, tử vi năm 2024 đối với Mậu Thân nam mạng gặp sao Thủy Diệu thuộc Thủy Tinh. Sao Thủy Diệu chiếu mệnh nên nam mạng tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn chủ về có nhiều tin vui đưa đến, hỷ sự trong nhà hoặc tin vui về việc thêm người thêm của. Theo luận giải tử vi, tuổi Mậu Thân trong năm 2024 cho thấy đây là sao tốt nhất cho người có ngũ hành nạp âm thuộc Mộc hoặc là thuộc Kim. Trong năm cẩn thận tháng khắc kỵ là tháng 4, tháng 8 âm lịch, dễ vướng phải chuyện đàm tiếu sau lưng, mất mát về của cải. Vận hạn tử vi năm 2024 tuổi Mậu Thân, nam mạng, gặp hạn Thiên Tinh là một đại hạn. Nam mạng tuổi này, trong năm Giáp Thìn gặp hạn Thiên Tinh nên chủ về có thể gặp chứng ngộ độc, đi lại cẩn thận gặp phải tai bay vạ gió, lời ăn tiếng nói cũng nên cẩn thận vì dễ đưa tới những bất lợi. Nữ mạng sinh năm 1968, trong năm 2024, gặp sao chiếu mệnh là sao Mộc Đức, là một mộc tinh. Theo tử vi tuổi Mậu Thân, nữ mạng năm Giáp Thìn gặp sao Mộc Đức nên nhiều may mắn và tốt lành đưa tới cho các phương tiện, nhất là phương diện tình cảm. Sức khỏe cần chú ý, dễ phát sinh các bệnh có liên quan tới máu huyết không được tốt. Vận hạn tử vi năm 2024 của tuổi Mậu Thân, nữ mạng, sinh năm 1968, gặp hạn Tam Kheo là một tiểu hạn. Xem tử vi tuổi Thân nữ mạng năm Giáp Thìn cho biết, hạn chiếu của tuổi này trong năm là hạn Tam Kheo. Thế nên chủ về sức khỏe sẽ bị mắc bệnh về mắt, đó có thể là bệnh khiến chủ mệnh bị mờ hoặc bị mỏi mắt. Đi lại năm nay cần cẩn thận vì có thể gặp nhiều điều bất lợi, đề phòng về xước sát tay chân. Vậy xét năm 2024 này, tuổi Mậu Thân sẽ như thế nào? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện chính dưới đây. Đầu tiên, xét về phương diện sự nghiệp tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Về đường sự nghiệp, trong năm 2024 của người tuổi Mậu Thân, công việc có nhiều tiến triển mới, thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí, chức vụ mới, cát tinh mang vận quý nhân tới. Đương số gặp nhiều người quyền thế được hỗ trợ về mặt kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như tham vọng thành công hơn trước, vì thế quan lộ thêm phần thênh thang. Trong năm 2024, con dấu hiệu thay đổi chức vụ hoặc thăng chức cao hơn, có điều cần chủ động nắm bắt, do dự sẽ khiến bạn đánh mất cơ hội. Công việc dù ban đầu hay gặp thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng gặt hái thành quả xứng đáng. Có điều mang theo dấu hiệu cạnh tranh rất lớn, điềm tiểu nhân quấy phá, bất kể mưu sự lớn hay nhỏ, tuổi Thân cũng nên cẩn trọng, suy tính kỹ càng. Nên nhớ, nóng vội chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối, con đường đi tới thành công sẽ càng dài và càng nhiều chông gai hơn. Đồng thời, hãy luôn nhắc nhở bản thân giảm bớt cái tôi của mình xuống, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đừng hành động đơn độc và bảo thủ, vừa hao tổn nhiều công sức, lại khó đạt được mục tiêu như mong muốn. Nhìn chung, đây sẽ là một năm nhiều thách thức với bản mệnh, nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn luyện cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm gây ra. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Công việc trên đà thuận lợi, kéo theo tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân càng ngày được củng cố và ổn định hơn. Có điều ổn định sẽ khó có sự đột phá, nếu muốn đạt được điều đó, đương số phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí là cả máu và nước mắt. Người kinh doanh, buôn bán, nhất là liên quan tới lĩnh vực thiết yếu như dược phẩm, thực phẩm đi lại, thu về không ít lợi nhuận. Một số hạng mục có liên quan tới bất động sản và đầu tư chứng khoán cũng sinh lời, phải quan trọng là chọn đúng thời điểm. Tuy nhiên, con giáp này nên cởi mở hơn với mọi người xung quanh, xây dựng quan hệ tốt đẹp với bạn hàng và đối tác, có như vậy thì mới khơi thông được dòng tiền, để tiền chảy về trong túi nhiều hơn. Tuy nhiên, có tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, thương trường như chiến trường, người tuổi Thân cần hết sức thận trọng với các hoạt động về tiền bạc, tài chính. Nếu đầu tư trở nên nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập hồn vốn kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, tiền mất, tật mang, vướng vào kiện tụng pháp luật. Làm ăn vốn đã khó khăn, do ảnh hưởng quan ngại của thị trường, chính sách thay đổi liên tục, lại thêm cả tiểu hao hung tinh báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh dễ phải bù lỗ,
đầu tư cũng khó sinh lời hơn. Vì thế, rất cần kế hoạch chi tiêu tài chính rõ ràng, nếu được hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới về kinh doanh. Đầu tư tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt, đồng thời nên tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tử vi năm 2024 tuổi Mậu Thân xuất hiện vận đào hoa, mang tới đời sống tình cảm vô cùng phong phú và thoải mái cho bạn. Nhất là những ai còn độc thân, tình duyên khởi sắc được ấn tinh dẫn về làm mai mối, tìm được người ưng ý, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra và yên bề gia thất. Có điều, điềm báo về sự cạnh tranh, tuổi Mậu Thân cần chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bất luận là nam hay nữ mạng, có như vậy mới sớm có được hạnh phúc đích thực. Vợ chồng bạn chỉ quan tâm tới việc của mình, không quá quan tâm tới nhau nên mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Có thể thấy rằng, đây là cơ hội rất tốt để những kẻ thứ ba chen chân, do đó nếu vẫn còn quý trọng, gia đình quý trọng những điều mình đang có thì bạn cần trò chuyện ngay với người ấy. Có thể giữa hai người chỉ đang tồn tại một khúc mắc cần được tháo gỡ mà thôi, nếu không biết trân trọng những gì mình đang có và tìm cách hàn gắn thì tương lai bạn sẽ phải hối hận. Người độc thân chịu quá nhiều vất vả và mệt mỏi trong cuộc sống, thế nên bạn không còn muốn dành thời gian cho bất cứ người nào khác. Vì bạn đã khép cánh cửa trái tim nên dù có đối tượng chủ động đến làm quen, bạn cũng thường tìm cách từ chối ngay. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Nhìn chung, sức khỏe của người tuổi Mậu Thân bình ổn trong năm Giáp Thìn, ít mắc bệnh tật nghiêm trọng, có đau yếu thì cũng chỉ qua loa, tốn kém chút tiền bạc. Ấn tinh đại diện cho quý nhân phù trợ, ốm đau, gặp thầy, gặp thuốc bệnh trạng mau lành. Có điều cần chú ý, ảnh hưởng của phong thần khiến tâm trí rối bời, suy nghĩ tiêu cực, hành động mất kiểm soát như ăn uống quá độ, thức khuya, thường xuyên, lười vận động, tất cả những điều này đều tác động xấu tới sức khỏe. Nếu cảm thấy cơ thể không khỏe mạnh, bạn nên lập tức đi khám chữa ngay. Chớ cố gắng chịu đựng kẻo bệnh tình ngày càng trở nặng, cuộc sống gia đình hàng ngày hãy nhớ sinh hoạt điều độ, suy nghĩ lạc quan, vận động hợp lý để cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, hung tinh này còn ám chỉ thế lực ngầm tác động, có thể gây ra xui xẻo bất ngờ như tai nạn xe cộ, sông nước hoặc bị vật nhọn đâm vào người. Vì thế, phải luôn nhắc nhở bản thân cẩn trọng khi xuất hành. Quý vị thân mến, cùng trong một năm, thế nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng thế mà thay đổi. Ngay bây giờ xin mời quý cô bác tuổi Mậu Thân hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải tử vi chi tiết từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Về tổng thể, vận trình tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn tương đối ổn định, không có nhiều biến động lớn, nhưng đồng thời cũng chưa có sự đột phá nào thực sự rõ ràng ở thời điểm này. Phương diện sự nghiệp có lẽ nhiều điểm sáng hơn cả khi vận trình công danh ở mức khá lý tưởng. Mọi việc tiến triển như mong muốn, kế hoạch đặt ra nhanh chóng thu được kết quả tốt đẹp, đồng thời cấp trên tận tình giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, cục diện tương xung cảnh báo hiểm họa thị phi do tiểu nhân luôn rình rập gây ra, có lẽ do những biểu hiện xuất sắc của bạn khiến kẻ ghen ghét nóng mắt, đố kỵ nên tìm cách cản trở. Do đó, bạn cần thận trọng trong việc mình làm, kiểm tra trước sau để tránh sai sót. Ngoài ra, khối lượng công việc tăng lên, kéo theo áp lực và thách thức không hề nhỏ, ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Tình hình sức khỏe có thể gặp phải một số vấn đề bất lợi, tránh tình trạng lao lực, khiến cơ thể mệt mỏi ngay những ngày đầu năm mới sẽ không may mắn. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 2 âm lịch, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân có dấu hiệu sa sút hơn hẳn so với trước kia, nguyên nhân chủ yếu là do lực công việc tăng cao khiến nhiệt huyết không còn như trước. Con giáp này thường xuyên rơi vào tình trạng chán nản, muốn buông xuôi, thậm chí có người còn có ý định thôi việc, thay đổi môi trường trong tháng này, cảm xúc chán chường. Tiêu cực kéo dài khiến bạn khó tập trung đầu óc để có thể giải quyết công việc, vì thế mà hiệu suất đi xuống, có những việc làm đi, làm lại, vẫn chẳng đâu vào đâu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu vẫn muốn tiếp tục làm công việc này, cần tránh để tình trạng đó kéo dài, nếu không rất có thể bạn sẽ gây ra sai sót, khó sửa chữa và bị cấp trên khiển trách phê bình vì sự tắc trách của mình. Công việc rối ren là vậy, thế nhưng bù lại tài vận ở mức khá lý tưởng, đó là nhờ được các tinh chủ về tăng tiến tài lộc chiếu mệnh, tăng cường tài khí, làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Ở thời điểm này, nếu biết nắm bắt cơ hội, không khó để bạn thu về một khoản lợi mà mình đã ước mong từ rất lâu. Về tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Thân cũng không được như trước, bạn thường xuyên đau yếu, kém ăn,
ngủ kém, thiếu thời gian nghỉ ngơi khiến cơ thể suy nhược toàn diện. Có thể bạn sẽ không mắc phải những bệnh quá nặng trong tháng này, song suy nghĩ bi quan khiến cho bạn luôn cảm thấy ủ rũ và mệt mỏi. Bạn cần tìm ra động lực để cho bản thân thoát khỏi tình trạng này, chớ để bản thân chìm đắm trong những điều không nên. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Cục diện tam hợp xuất hiện, mang tới cho bản mệnh những cơ hội hàn gắn rạn nứt tình cảm, xây dựng mối quan hệ công việc tốt đẹp để tìm được đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, vận trình tài lộc gặp nhiều trục trặc khiến việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, những áp lực kinh tế trong cuộc sống đè nặng lên đôi vai. Đòi hỏi con giáp này với cố gắng hơn trước rất nhiều, nhưng điều đó hoàn toàn không dễ dàng. Tuy vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, nhưng nhu cầu chi tiêu mua sắm trong tháng tăng lên, khiến ví tiền của bạn hao hụt rất nhanh. Con giáp này rất khó cưỡng lại ham muốn chi mua những món đồ xa xỉ, đổ cả đống tiền vào những thứ không cần thiết. Nhu cầu chi tiêu tăng lên, nhưng lại không có kế hoạch hợp lý là nguyên nhân chính khiến tài chính của bạn thâm hụt nghiêm trọng. Do đó, hãy chủ động lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, kiểm soát bản thân tốt hơn, thay đổi thói quen tiêu pha, lãng phí, để tích lũy dần kinh nghiệm cho những việc quan trọng trong thời gian tới và không tự rước thêm áp lực về kinh tế, gánh cả đống nợ trên vai. Tháng này cũng là thời điểm tốt để các bạn độc thân bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Cho dù kết quả xấu nhất là bạn sẽ không đạt được điều mình muốn, thế nhưng ít nhất đó cũng là sự trải nghiệm vô giá, để không bao giờ phải hối tiếc vì sự do dự của mình. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 4 âm, vận trình tổng thể của con giáp này có sự chuyển biến khá rõ theo chiều hướng tích cực, nhờ nhị hợp, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp và sức khỏe. Xét về đường sự nghiệp, con giáp này sẽ cảm thấy khá rõ sự nhàn hạ và mọi việc suôn sẻ hơn trong tháng này. Mọi sự thuận lợi, mọi nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, dù làm công việc gì cũng cảm thấy hanh thông hơn. Đã vậy, năng lực của bạn được cấp trên nhìn nhận và ưu ái trọng dụng. Yên tâm giao cho những trọng trách bởi chắc chắn bạn có thể giải quyết gọn gàng đâu ra đấy. Lúc khó khăn cũng luôn được đồng nghiệp trợ giúp nhiệt tình đỡ một tay để mọi việc nhanh xong hơn. Nhờ vậy bản mệnh cần nắm bắt cơ hội hiếm có này để thể hiện và nâng cao năng lực của mình trên mọi phương diện. Về tài lộc, tuổi Mậu Thân có thu nhập trong tháng chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Thời điểm này bản mệnh tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc của mình, đừng có đứng núi này, trông núi nọ hay kiêm nhiệm quá nhiều công việc khác. Người ta có câu một nghề cho chín, còn hơn chín nghề, hãy nghiêm túc làm tốt công việc đem lại thu nhập chính cho bạn, bởi đó chính là cần câu cơm, giúp nuôi sống bản thân và gia đình. Phương diện sức khỏe cũng có nhiều điểm đáng mừng trong tháng, nên tăng thế chất của bạn ở thời điểm này khá sung mãn. Bệnh tật ốm đau ít, không có nguy cơ tiềm ẩn nào, nên có thể tận hưởng cuộc sống và theo đuổi những gì mình muốn. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân nên hết sức lưu ý tới sự nghiệp của bản thân trong tháng 5 âm lịch này. Áp lực công việc lớn hơn trước đây rất nhiều. Hơn nữa, bạn sẽ không ít lần đau đầu giải quyết những vấn đề xảy ra bất ngờ. Dù đã rất cẩn thận nhưng sai sót luôn xuất hiện ở nơi bạn ít ngờ tới nhất. Những khúc mắc này ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần làm việc của bạn, mà một khi mất đi sự hăng hái và tích cực, con giáp này chỉ biết làm việc như một người máy vô hồn, tác động lên cả hướng phát triển trong tương lai. Việc làm ăn khá hanh thông, buôn bán có bạn bè hỗ trợ nhau, thế nên mọi thứ đều trôi qua khá trôi chảy, hàng hóa ít có tình trạng tồn kho, nhập đến đâu bán hết đến đấy. Một số người còn quyết định mở rộng quy mô cũng khá suôn sẻ, ngay từ bước đầu đã có lợi nhuận thu về khả quan. Trong khi đó, đối tác làm ăn cũng đều là người sòng phẳng và đáng tin cậy, đôi bên có thể hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, số vận trình đang thuận lợi, bạn cũng không nên đầu tư mạnh vào các hạng mục mạo hiểm hoặc lãi suất cao, kẻo vướng vào rồi khó tránh. Đặc biệt nên tránh xa cờ bạc đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang, may mắn là tình hình sức khỏe cũng không có gì đáng lo ngại. Thế nên bạn vẫn có đủ sức để đương đầu với mọi khó khăn và thách thức xảy đến. Nếu có thể không phối hợp trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, bạn cũng không biết phải làm sao. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Cát khí vượng, nhờ tài tinh chiếu mệnh, con đường kiếm tiền rộng mở, nhiều cơ hội đến bất ngờ. Trong tháng này bạn sẽ phát huy được hết sức, nhanh nhẹn và nhạy bén của mình, làm gì cũng thu được một khoản lợi nhuận đáng kể. Mọi việc hanh thông cũng khiến con giáp này có suy nghĩ muốn mạo hiểm, chủ động chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra mục tiêu lớn hơn. Bạn đang đi đúng hướng, hãy cứ tự tin vào năng lực và lựa chọn của bản thân, việc xã giao đang trên đà tốt đẹp. Đừng vì cách hành xử thiếu tinh tế của mình mà phá hỏng tất cả, bạn càng được mọi người yêu mến, công việc càng suôn sẻ, khó khăn sẽ được giúp đỡ tận tình. Cần lưu ý, con giáp này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực,
thế nhưng đồng thời đôi khi đẩy cái tôi lên quá cao. Không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân mình. Khi kinh tế được cải thiện tích cực như vậy, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao khá rõ, mang tới cho bạn tinh thần thoải mái và hăng hái để theo đuổi mục tiêu của mình. Ngũ hành tương sinh cũng rất có lợi cho chuyện tình cảm đôi lứa. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa thích hợp, duyên đến, rồi duyên đi, chẳng ai kiểm soát được. Nhưng nếu có cơ hội đến mà bạn không biết nắm bắt, thì rồi duyên có đẹp tới đâu cũng sẽ đi mất. Các cặp đôi vẫn đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào, dù có đôi lúc cãi nhau, cả hai bên đều bận rộn cho công việc riêng. Thế nhưng may mắn là nửa kia vẫn luôn thấu hiểu và thông cảm, có thể nhân cơ hội này tính chuyện trăm năm khi thấy tình cảm đã chín muồi. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 7 âm, tháng cô hồn của năm 2024, dù đây là tháng được coi là đen đủi theo quan điểm dân gian, thế nhưng may mắn là người tuổi thân không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhìn chung, vận trình vẫn rất bình ổn, các vấn đề về công việc, sức khỏe, tình cảm, tài chính không có điều gì đáng lo ngại, có người còn gặp không ít may mắn nữa. Một số tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến triển trong công việc cũng như sự tăng tiến về tài lộc vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống hàng ngày càng tăng, tuổi thân lại có lối chi tiêu phóng khoáng nên chi tiêu nhiều hơn, tài lộc khó tụ, cần thay đổi thói quen để duy trì nguồn tài chính ổn định. Tuy nhiên, trong công việc của bạn dễ xảy ra sai sót khi không tập trung, bạn có thể điều chỉnh lượng công việc này được giảm bớt đi. Chỉ cần tập trung vào những việc gì thực sự quan trọng và làm chúng thật tốt là được. Thực tế là vậy, cứ để xảy ra sai phạm rồi đi sửa không chỉ gây mệt mỏi cho bản thân mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy phiền phức. Phương diện tình cảm cũng rất hài hòa, tốt đẹp, mâu thuẫn không thể tránh, nhưng rồi sẽ được hóa giải êm thấm, gia đạo yên ổn. Những người đã lập gia đình thời gian này bắt đầu nhận thấy những khác biệt trong tính cách, có những vướng mắc trong lòng chưa giải thích được hết, lúc này có thể nói ra, tình cảm không đạt được mong muốn cho dù cả hai đã cố gắng nhiều. Sức khỏe không có nguy cơ tiềm ẩn, nhưng cũng không nên chủ quan, cẩn thận tháng 7 cô hồn có thể gặp xui xẻo, có liên quan tới sức khỏe như té ngã, tai nạn bất ngờ. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Tiếp tục cát khí từ tháng trước, người tuổi Mậu Thân đón tháng 8 khá nhẹ nhàng, các phương diện cuộc sống đều diễn ra bình ổn, công việc tiến triển thuận lợi, vấn đề nào cũng được giải quyết, thậm chí có những kế hoạch tưởng chừng như viển vông. Nhưng sau khi được góp ý, con giáp này đã điều chỉnh lại sao cho phù hợp mà mau chóng được trao cho cơ hội tiến hành. Đây là cơ hội để bạn thể hiện năng lực cũng như tầm nhìn của mình, hãy nắm bắt thật chắc, mọi thứ diễn ra đều đều. Đôi khi cũng khiến bạn cảm thấy cuộc sống nhàm chán với guồng quay lặp đi, lặp lại, bạn có thể tự tạo ra hứng thú cho bản thân bằng cách tìm ra điều mình có hứng thú nhất. Nếu ai thường xuyên phải di chuyển xa nhà thì công việc khó thuận lợi, sau đó nên sắp xếp lại công việc, ưu tiên nhiệm vụ ở gần và trong khả năng của mình. Người tuổi Mậu Thân không nên theo đuổi tham vọng trong khoảng thời gian này, nếu bạn nhút nhát, ngại tìm hiểu, ngại mở mang kiến thức thì cơ hội sẽ đi qua nhanh chóng, hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này, người tuổi Mậu Thân tập trung chủ yếu vào sự nghiệp so với trước đây. Bản mệnh sẽ có nhiều động lực làm việc hơn trong tháng này, tuy khó khăn không ít nhưng kết quả đạt được vô cùng xứng đáng. Thực thần ghé thăm cho thấy có tài lộc, thế nhưng nếu lười biếng, không nắm bắt cơ hội thì sẽ phải hối hận. Đây còn là điềm báo gặp may mắn. Có thể khi bạn gặp khó khăn trong tháng này thì sẽ ngay lập tức có người giúp đỡ, thế nhưng cũng đừng vì vậy mà phụ thuộc vào người ta quá nhiều. Vấn đề sức khỏe cũng cần đặc biệt lưu tâm trong tháng này, mải mê lo công việc khiến bạn bỏ bê chăm lo sức khỏe, khiến cơ thể đạt đến giới hạn chịu đựng và có thể lên tiếng kháng nghị. Bản mệnh lại là người chăm chỉ tập thể dục, thể thao, luôn chú trọng chăm sóc cơ thể nên ít bị ốm đau, bệnh tật, hãy cố gắng phát huy tinh thần này trong các tháng sau bạn nhé. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Cục diện tương hình trong tháng 10 báo hiệu những vất vả và áp lực. Bạn sẽ phải đối mặt, bạn sẽ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba thường ngày mới mong hoàn thành công việc đúng thời hạn yêu cầu. Hơn nữa, con giáp này sẽ phải tự thân cố gắng làm việc một mình mà không có ái tương trợ. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời và giúp bạn khơi thông bế tắc, khi đó bạn sẽ thấy sự nghiệp của mình có một bước phát triển không hề nhỏ. Việc xã giao đang trên đà tốt đẹp, đừng vì cách hành xử thiếu tinh tế của mình mà phá hỏng đi tất cả. Bạn càng được mọi người yêu mến, công việc càng suôn sẻ, khó khăn sẽ được giúp đỡ tận tình. Hơn nữa, nhân duyên vượng cũng mở ra các mối quan hệ hợp tác làm ăn suôn sẻ cho con giáp này. Việc làm ăn ngày càng hanh thông,
buôn bán có bạn bè hỗ trợ nên mọi việc đều khá trôi chảy, hàng hóa ít có tình trạng tồn kho nhập đến đâu, bán hết đến đấy. Trong khi đó đối tác làm ăn cũng đều là người sòng phẳng và đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài. Tử vi tháng 11 năm 2024. Tam hợp mang đến cho người tuổi Mậu Thân một tháng bình ổn và nhẹ nhàng về nhiều mặt, công việc tiến triển hợp lý, tình cảm ổn định, tài chính đủ ăn, đủ tiêu, rất nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt cho con giáp này, hãy nhanh tay nắm bắt để giành được lợi thế về phía mình. Con giáp này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực, thế nhưng đồng thời đôi khi cái tôi quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân mình. Tuy nhiên, sức khỏe của bạn không được lý tưởng cho lắm, trong tháng có sao xấu chủ về bệnh tật chiếu mệnh, gây ra một vài ảnh hưởng xấu. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể suy nhược, trạng thái tinh thần sa sút, thiếu tinh thần nên cuộc sống bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tháng chạp tháng âm lịch cuối cùng của năm 2024, mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Mậu Thân đều có dấu hiệu phát triển tích cực. Đương số tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc nên có thể thuần thục giải quyết những rắc rối, sự cố bất ngờ xảy đến, gây ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo. Với người làm đầu tư, kinh doanh thái độ tích cực, chủ động giúp bản mệnh dễ dàng nắm bắt được những cơ hội có lời, đem đến lợi nhuận cao cho tập thể. Tình hình tài chính cuối tháng tăng trưởng, bạn nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt một năm vừa qua. Phương diện tình cảm có cát tinh phù trợ nên bản mệnh gặp đào hoa rực rỡ. Bạn đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý và yêu mến của mọi người, thậm chí có người phải lòng bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, trong gia đình, việc vợ chồng mâu thuẫn là lẽ thường, bạn cần phải có thái độ tích cực tháo gỡ, chớ nên bỏ mặc mọi chuyện đến đâu thì đến, rồi lại đi kể lể tâm sự với người ngoài. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.